Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị đam mê câu cá. Hôm nay em mới sóng cho bác hai độ dài của một mẫu cần. Mẫu cần tay nhá, để săn hàng nhá. Mẫu cần thanh tầm 7m2 và 8m1 nữa nhá. Em đang có hai độ dài nhá. Đấy, thanh tầm 7m2 và 8m1. Hiện tại em đang có hai size các nhá. Thì những dòng này thì bảo hành một nóng bất kỳ một năm, trừ nóng gốc thôi nhá. Bảo hành một đốt bất kỳ trong vòng một năm trừ đốt gốc. Đây, thanh tầm 72 đây. 7281, hiện tại em đang có hai size nhá, hai size 72 và 8m1 nhá. Bảo hành 1 năm với một lóng bất kỳ trừ lóng gốc. Thì thanh tầm 72 có giá là 1.750.000. Còn thanh tầm 8m1 có giá là 1.850.000 các bác nhá, 1.850.000. Đấy. Bảo hành một đốt bất kỳ, một đốt bất kỳ trừ đốt gốc nhá. Bây giờ ta vào thông số cơ bản nhé, cụ thể của nó này. Đây, trước tiên là chúng ta vào thông số nhé. Hiện tại thì bên Trang Trường Vệ Sinh đang có hai độ dài, hai size, đó là 7m2 và 8m1, và sắp tới sẽ nhập thêm size 9m của dòng này nữa. Đây, 7m2 các bác nhé, 7 lóng nhé. Đây, đường kính thu lại là bao nhiêu đây, xem nào. Thu lại là 1m180 này. Đấy. 1m2 các nhá. Về đường kính ngọn là 1,6 mm này. Độ cứng là 6H nhá. Đây là dòng sân hàn này, độ cứng 6H này. Đường kính ngọn là 1,6 mm này. Đường kính gốc là 21,8 mm này. Trọng lượng là 300 g này. Tải mắc là 8-10 kg ấy, tải mắc 8-10 kg này. Các bạn nhá. 7m2 này. Đấy, thông số đây. Còn đối với 8m1 này. 8m1 thì là 8 đốt này. Đấy, thu lại cũng là gần 1m2 này. Đấy, đường kính ngọn là 1,6 mm này, đường kính gốc là 26,6 mm, trọng lượng là 410 g, tải mắc là 10-12 kg, 10-12 kg. Con này khá là trâu bò nhá. Tiền rất là vừa. Vừa phải. Một bản cần nội địa của Trung Quốc, nội địa của Trung Quốc. Khá là trâu anh em ạ, khá là trâu. Đây, công ngộ các công nghệ áp dụng trên này như là Spirite này, High Power này. Đấy, hiện tại thì em đang có hai size các bác nhé. Hiện tại dòng này em đang có hai size. Đó là size 7m2 và 8m1 nhé. Lực tải khá là tốt. À. Trọng lượng thì không quá nặng và lực tải cũng khá là tốt. Khá là trâu. Còn đây là cây cần này. Thanh tầm 7m2, 8m1. Về hình thức thì màu sắc nó giống nhau nhé. Dòng này từ đây có độ dài từ hiện tại đang có độ dài từ 4m rưỡi. Và bên em đang đặt thêm độ dài 9m và 10m nữa. Đấy, hiện tại mới có 7m2 và 8m1 thôi. Đây các bạn nhé. Đây là cục đối trọng này. Đấy, chuôi cần kèm cục đối trọng này. Các lóng trong này. Phôi của dòng này khá là dày các bạn. Phôi dòng này khá là dày này. Chống. Đây là các rãnh chống kẹt lóng này. Nha. Dòng này phôi khá là dày luôn các bạn. Đây, ngọn này. Ngọn thì nó là dòng để săn hàng nên là không làm 360 đâu nhé. Ngọn của nó là ngọn cố định này. Đấy. Những cái dòng nào dùng để săn hàng thì
ít dòng nó làm ngọn 360 đúng không ạ? Đây. Đấy nha, các bác nghe tiếng phôi này. Những con nào phôi nó rất là dày nên là nó kêu rất là đanh này. Đấy. Đốt tiếp theo này. Những dòng phôi dày thì nó là hàng dùng để săn hàng, nó trâu. Đấy. Đấy, các bác nhìn thế nào. Đấy các bác nào. Nó là dòng săn hàng nên là phôi cực kỳ là dày luôn. Các bác nghe tiếng kêu thì các bác biết rồi. Mức độ của nó là khá là trâu. Khá là trâu nhá. Đấy. Chỉ có đốt gốc màu xanh, còn lại bên trong toàn bộ các đốt khác là màu đen hết nhá. Màu đen và chỉ có một phần ngắn trên đầu này là nó sơn này, các bác nhìn này. Đấy. Sơn sơn xanh và gia cố chống lổ này, gia cố chống lổ ở cái đầu này. Dòng này khá là ok đấy. Hiện tại thì là em thấy nó vừa tiền. Khá là trâu. Các bác nhớ là 7m2 có giá là 1.750.000 nhé. Và 8m1 có giá là 1.850.000. Đấy. Độ cứng là 6H nhé. Độ cứng 6H. Độ cứng 6H nhé. Còn đây là phần nắp bịt đầu cần này. Ở phía đốt gốc của nó thì có đai chống nổ này. Đai chống nổ này. Giống như tất cả các dòng cần khác của Trung Quốc thì đa phần bây giờ là gì? Là cái đốt gốc của nó đều có đai chống nổ hết nhé. Đấy. Đấy, bác nào có nhu cầu mẫu này thì alo cho em nhé. Về độ dày của phôi này, độ tải của cần này, độ cứng, độ trọng lượng là đều rất khá là ok với một con cần vừa tiền, hàng nội địa Trung Quốc nhé. Thanh tầm 72 và 81. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhé. Đấy, cảm ơn các bác theo dõi video. Những hiện tượng bị lừa đảo, đấy, mạo danh trục lợi bên Giang Trường Fishing thì các bác chỉ giao dịch với em qua hai số điện thoại như trên màn hình nhé, 0961 932 218 và số điện thoại 0819 543 331, và hai tài khoản giao dịch là Trương Thị Giang. Đấy, số tài khoản của Vietcombank Yên Dũng Bắc Giang và Trần Việt Dũng, số tài khoản của Agribank Yên Dũng Bắc Giang. Đấy. Bác nào mà nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ số điện thoại khác yêu cầu chuyển khoản vào số tài khoản khác thì yêu cầu các bác là không giao dịch. Đấy, không giao dịch, không đặt hàng để tránh tiền mất tật mang. Hiện tại bên em chỉ dùng hai số điện thoại trên coi nhé, cho tất cả các giao dịch mua bán cần câu, đồ câu, mồi câu vân vân, phụ kiện câu cá, và giao dịch bằng hai số tài khoản. Đấy. Một là tài khoản Trương Thị Giang của Vietcombank và hai là tài khoản của Trần Văn Dũng Agribank. Đấy. Đấy, bác nào mà nhận được thông báo của bất kỳ bên nào mạo danh thì bác né nó ra nhé, để tránh tiền mất tật mang và làm ảnh hưởng đến uy tín của Giang Trường Fishing. Đấy, thì tất cả các video của Giang Trường Fishing sẽ được gắn cái video này ở phía đầu. Đấy. Để giúp các bác tránh các trường hợp bị mạo danh, vì dạo này bên em bị mạo danh nhiều quá. Các bác bị lừa vừa mất tiền vừa bụng mình, bên em lại mất uy tín. Trong đó có nhiều bác là anh em khách hàng, cũng khách hàng quen, thân thuộc chứ không phải là khách hàng mới. Thế nên các em cảnh báo cho tất cả anh em, từ khách hàng cũ đến khách hàng mới, các bác chỉ giao dịch với tất cả số điện thoại và số tài khoản trên video này thôi các bác nhé. Đấy, trân trọng cảm ơn các bác. Đây là hàng của bạn Phùng Văn Nhất ở tỉnh Phú Thọ. Còn đây là hàng của bạn Nguyễn Văn Thịnh ở thành phố Sơn La, Hà Nội. Đây là hàng của bạn Trương Đình Hoan ở Hải Phòng.
Đây là hàng của Phan Đình Dần ở Gio Linh, Quảng Trị. Đây vẫn là hàng của Phan Đình Dần ở Gio Linh, Quảng Trị. Một cần và một máy. Còn đây là hàng của bạn Nguyễn Thế ở thành phố Tuyên Quang. Đây là hàng của bạn Nguyễn Sĩ Hùng ở Nam Đàn, Nghệ An, Bro Cutter. Đây là hàng của bạn Nguyễn Minh Quang ở thị xã Cali, tỉnh Bình Thuận. Đây là hàng của bạn Chuông Mạnh ở Tràng Định, Lạng Sơn. Hai bộ cần.